Đầm hoa là một trong những bộ thiết kế mà được các chị yêu nhà mình săn lùng rất là nhiều. Sắp tới hè rồi thì em nghĩ là các chị nhà mình có thể tạo liền ngay cho em một cái em đầm hoa như thế này nha. Một cái tông màu sắc em lựa chọn ở đây sẽ là tông màu đỏ cam, màu nhẹ nhàng thôi, không quá chói đâu các chị. Và cái màu sắc lên cho mình cảm giác là đủ rồi, là nổi bật khi mà các chị em nhà mình chụp hình nè, đi chơi nè. Màu thì em vẫn lựa là tông nền đen để tạo cho mình cái điểm gọi là điểm trầm. Còn hoa thì em sẽ lựa cho mình cái tông màu sáng xíu để làm cho các chị mình nổi bật trên cái phong trầm hơn. Dáng đầm sẽ là dáng xoè em nha. Thiết kế phong dáng sẽ là phong cổ U, có làm cho mình là chất cơ cũng như là nhún trước cái phần vòng cổ để mà tạo điểm nhún trên cái cổ cho mình. Ngoài ra thì tay sẽ là tay lỡ, thiết kế rất là đẹp. Mẫu này thì em sẽ có làm túi sườn và đang có đủ size cho mình từ size S đến size 3XL. Và nếu mà chị yêu nào mình quan tâm với sản phẩm đầm ngày hôm nay thì mình có thể là ghé tại các cơ sở để mình thử trải nghiệm. Cơ sở Quang Trung và Bắc, cơ sở Bình Dương và cơ sở Tân Phú nha. Và nếu như mà các chị như mình đặt trực tiếp ở trên video này, mình sẽ được hỗ trợ miễn ship nè, kiểm tra hàng cũng như là giảm tới 20.000 trên từng sản phẩm đầm các chị yêu nhé. Hiện tại trên YouTube sẽ xóa các bình luận có chứa số điện thoại. Để đặt hàng hoặc muốn được tư vấn, các chị vui lòng nhớ mã sản phẩm và kết bạn nhắn tin vào Zalo 0356 116 937 để shop hỗ trợ chốt đơn ạ.